Rồi chào các bạn. Như vậy thì uh, chúng ta đang uh, chuẩn bị lắp 2. Vậy trong lắp 2 này chúng ta sẽ tạo một cái uh, database với cái lực đồ quan hệ như là chúng ta đã thấy. Ở trong này thì uh, các bạn thấy là có những cái có khóa chính và có khóa ngoại. Ví dụ ở đây có mã nhân viên nó sẽ làm uh, khóa ngoại cho bên này là cái người uh, ừ, nhận chức rồi ở đây mã nhân viên nó sẽ là làm khoa ngoại cho phân công như vậy thì nó có những cái quan hệ với nhau thì khi các bạn tạo dtp rồi các bạn à, à, tạo quan hệ đó thì đó là chuyện bình thường nó sẽ à, chạy ngay lập tức nhưng mà đến cái lúc mà các bạn cập nhật dữ liệu thì nó sẽ bị ràng buộc ràng buộc ví dụ ở đây mà các bạn à, nhập cái bản nhân viên như vậy trong nhân viên này nó sẽ có một cái khóa là à, phòng PHG là phòng phòng ban như vậy phòng ban này thì nó phải thuộc bên này mã phòng ban như vậy muốn nhập được nhân viên muốn nhập được nhân viên thì phải có mã phòng ban mới nhập được à, cho nên là bạn nhập dữ liệu cho nhân viên thì cái điều đầu tiên là bạn phải nhập dữ liệu cho mã phòng ban, cho phòng ban. Như vậy thì à, thực ra trong cái quá trình nhập liệu như vậy chúng ta phải phân tích rất là kỹ, tại vì nhập liệu ban đầu, nhập liệu ban đầu. Còn nếu mà nhập liệu mà khi mà chúng ta đã có rồi đó, thì trong quá trình là chúng ta nhập từng record. Ví dụ như phòng ban chúng ta có phòng gì, tên phòng, mã phòng, rồi ông trưởng phòng là ông nào, ông trưởng phòng là ông nào. Uh, ngày nhậm chức là ngày nào thì lúc này cái ông trưởng phòng tức là cái mã nhân viên đó các bạn nó sẽ liên quan đến cái mã nhân viên đó thì khi chúng ta nhập liệu sau đó, thì nó sẽ dễ hơn còn nhập liệu mà uh, mới ban đầu đó, thì nó sẽ ràng buộc và chúng ta uh, không khéo thì nó sẽ bị uh, lỗi ngay trong quá trình tạo thì ở cái đoạn này chúng ta đã biết trong cái phần slide chúng ta đã tạo rồi. Bây giờ thầy sẽ ví dụ cho các bạn là tạo với một cái hệ cơ sở dữ liệu là à, quản lý dự án TQB. Quản lý dự án TQB. Ở trong này thì các bạn sẽ sử dụng cái slide ở trang số 15 trong cái slide slide 2. ở trong này đã hướng dẫn cho các bạn tạo cái TTP uh, uh, cũng rất là dễ đúng không? À uh, view master, tức là mình đang đứng ở đâu không biết nhưng mà mình sẽ dùng cái À, cơ sở dữ liệu là tạo ở một cái cơ sở chính, cơ sở gốc master tạo ở master, vậy mình tạo ở đây database là master nè, mình sẽ tạo một cái cơ sở dữ liệu con của nó. như vậy thì các bạn sẽ chọn là you master go create database đưa cái tên vô và lúc này chúng ta sẽ định nghĩa cho nó một cái thư viện đường dẫn chứa cái uh, dữ liệu của chúng ta chứa dữ liệu thì nó có một file database và một file log truy cập ha như vậy thì trong cái phần này cũng đã giới thiệu cho các bạn um, tạo cái database của mình như vậy cái này là những cái mẫu để mà tạo còn chúng ta có thể là thay thế các con số này ví dụ như là cái size min của cái database của mình lúc đầu là 10m đó. sau đó thì nó sẽ cho là file lớn là là 50 Mỗi lần tăng là là 5 Như vậy tùy mình à, thiết lập Thì tí nữa chúng ta sẽ Xem thử là chúng ta tạo Cái database này xong thì nó sẽ như thế nào Rồi gold Chúng ta sẽ view cái quản lý dự án TQB Để chúng ta chắc rằng Là chúng ta đang tạo những cái table Ở phía dưới là cho Cái database này à, Trong quá trình tạo á, Thì tốt nhất là các bạn tạo những cái khóa chính thôi những cái khóa chính thôi còn khóa ngoại thì bạn để bạn tạo sau khóa ngoại thì bạn để bạn tạo sau như vậy nó có những cái khóa ngoại của cái phòng ban thầy đã tách ra ở đây ví dụ như là trong phòng ban chúng ta sẽ có một cái khóa ngoại là phòng ban liên kết với lại nhân viên là cái do cái trưởng phòng này nè trưởng phòng là ai là liên kết với mã nhân viên thì bình thường thì chúng ta sẽ đưa cái khóa ngoại vô trong cái phòng ban này luôn nhưng mà bây giờ là thầy tách tất cả các khóa ngoại thì để thầy tạo sau nó tạo phòng ban đầy đủ các yêu cầu của cái uh, bảng rồi tạo nhân viên cũng thế thầy để khóa ngoại thì tạo sau hết rồi địa điểm như vậy là cái này khóa ngoại thầy cũng để tạo sau luôn đó mình để mình tạo sau hết luôn rồi thân nhân Khóa ngoại cũng để tạo xong đề án công việc à, các bạn nhớ là khi các bạn đặt tên table các bạn nên để cái chữ hoa là chữ cái những cái chữ hoa đầu tiên còn phía bên trong là chữ thường để chúng ta nhìn vô là chúng ta đọc được liền chứ các bạn đọc ở bên này rất là khó khó đọc đề án nè nhân viên nè phòng ban địa điểm chỗ này là lúc đầu thầy đọc không ra nó là cái gì mà nó là thân nhân đó như vậy nếu các bạn để cái chữ thân nhân mà các bạn để nó nhỏ lớn thì các bạn sẽ dễ đọc hơn như vậy đây là những cái khóa khóa ngoại mình sẽ 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 bỏ và mình đưa ra phía sau rồi quá trình này là quá trình chúng ta sẽ insert cái dữ liệu vào các cái bảng cái này là dữ liệu mình lấy từ cái dữ liệu ở đây thôi Dữ liệu mà mình lấy từ cái dữ liệu ở đây Đó, Các bạn insert vô bảng Sau khi các bạn insert bản xong Thì mới cập nhật các quan hệ Mình có những quan hệ nào Cập nhật vô Đó. Ví dụ như là nhân viên Thì nó có cái PHG từ cái nhân viên nó liên kết với cái mã Mã phòng ban rồi cái nhân ký này là nó liên kết từ cái mã người quản lý liên kết với lại mã nhân viên đó như vậy cái ông nhân viên này ông có hai cái liên kết ngoài và tương tự như vậy các bạn tạo các cái liên kết ngoài cho tất cả những cái ở trong cái lịch đồ quan hệ của mình vậy ở đây là chúng ta chưa có cái database rồi thầy sẽ thực thi cái query này để xem thử là nó tạo được cái database cho chúng ta hay không ở trong data quản lý dự án TQ Bình mình xem thử là trong data có hay không Đó, quản lý dự án TQ Bình là hiện nay chưa có cho nên là chúng ta sẽ tạo ra cái quản lý dự án TQ Bình đó Rồi, SQL. Đây, quản lý dự án Tiki Quy Bình đã được tạo ra. Lược đồ quan hệ Rồi như vậy là chúng ta đã tạo xong cái lực à, độ quan hệ theo cái yêu cầu của đề bài. Ừ, nhân viên phòng ban phân công. Được chưa nào? Như vậy thì chúng ta thấy là à, với cái này các bạn hay bị vướng là vướng ở chỗ nhập liệu. Như vậy tốt nhất là chúng ta tạo bằng script thì chúng ta đưa cái phần à, cập nhật quan hệ ra phía sau là cái bài của chúng ta nó sẽ không bị lỗi chúc các bạn thành công